này, nhật ký tình nguyện viên huyện An Bình hỗ trợ mua hộ nhu yếu phẩm cho bà con tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn. Ngày thứ ba giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Cái này là mình mua cho ai em? Cho thị trấn, đó là bà con trong khu cách ly đúng không? Ngoài mua cam thì mình còn mua gì nữa không? Nước tương, muối, đường. Nước tương, muối, đường mua đâu cô? Cái bên. Còn cái này là đơn hàng của bà con trong đó luôn hả? Bách Hóa Xanh nè, đơn hàng này là của ai? Của đội cũ luôn. Hôm nay là mình có được bao nhiêu đơn hàng vậy? Có 5 6 đơn rồi. 5 6 đơn rồi hả? Thường là bà con yêu cầu mình mua cái gì? Đồ dùng thiết yếu thôi. Đồ dùng thiết yếu ví dụ? Đường rồi đó. Thao giặt đồ rồi. Thao giặt đồ luôn. Mỹ phẩm đồ. Cô ơi, giá mình có lên không cô? Không, giá đồ không lên. Giá đồ sụp hả cô? Không có lên hả cô? Ghi hả? Dạ, chị ghi dùm tờ giấy chị. Đó, em mượn nha. Thường thì bà con phải gửi cái đơn hàng này trước bao lâu? Trước 16 giờ mỗi ngày hôm trước đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi sau đó mình tập hợp lại. Dạ. Mình đưa em đi một lần rồi. Rồi. Hôm nay đúng nhiều quá em đi nhiều. Rồi trường hợp nếu mà người nhà của bà con ở trong khu cách ly mà họ muốn gửi thực phẩm hoặc gửi đồ dùng cho người nhà của họ trong khu cách ly á, thì bên mình có nhận không em? Dạ có, nhưng mà mình phải đi lấy. Mình phải đi lấy, dạ. Tức là bà con sẽ báo cái địa chỉ bà con ở đâu, dạ, dạ. Rồi sau đó đội thanh niên tình nguyện của mình sẽ đến lấy. Dạ đúng rồi. Đây là đơn hàng buổi chiều muộn. Dạ, dành cho bà con trong khu cách ly ở Thiện Đội và thị trấn, trung tâm y tế thứ 11. Rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ đi thẳng về trung tâm thị trấn thứ 11 á, trạm y tế thị trấn đúng không? Đơn hàng ngày hôm nay. Cái này là cam 3kg 75.000. Rồi. Nước tương 16.000. Rồi. Một bịch muối 3.000, tổng cộng 19.000. Ok, bây giờ mình đi giao cho bà con. Chia sẻ với miệt thứ thứ 11, các thành viên trong đội hình tình nguyện huyện An Minh cho biết số lượng đơn hàng mà họ nhận được hôm nay tăng vượt trội so với 2 hôm trước. Các mặt hàng nhu yếu phẩm được đề nghị mua hộ đa dạng từ vị thuốc đến chén, dĩa, đường, cà phê, muối, dầu gội đầu, sữa tắm và nhiều nhất là trái cây, trong đó cam là lựa chọn hàng đầu. Một tình nguyện viên đã chia sẻ với Miệt Thứ rằng những mảnh giấy nhỏ viết vội, những dòng chữ ngọt ngoạt vẫn còn thơm mùi mật là những gì mà tình nguyện viên háo hức chờ đợi trong một ngày mới. Hôm nay ngày thứ ba giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 trên toàn địa bàn huyện An Minh, mọi thứ đã được đi vào ổn định và thắt chặt hơn. Chúng em là những tình nguyện viên tự hứa với nhau giữ gìn sức khỏe, tuân thủ các quy định, cùng nhau cố gắng tiếp sức cho bà con trong các điểm cách ly tập trung để họ thêm tinh thần tích cực, vững tin chiến thắng, chiến đấu với đại dịch Covid-19 trong những bất tiện như ngày này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nhận đấy, cái mô hình nó đang cung cấp kìa. Theo ghi nhận của Miệt Thứ thứ 11, thì trưa ngày hôm nay, Miệt Thứ đã đổ một cơn mưa lớn. Tuy nhiên, các tình nguyện viên trong đội hình tình nguyện huyện An Minh đã không ngại mưa gió đi mua từng vị thuốc, từng món đồ theo yêu cầu mong muốn được mua hộ của bà con tại các điểm cách ly tập trung. Các thành viên trong đội hình tình nguyện huyện An Minh mong muốn lan tỏa một thông điệp: người nhà và bà con tại các điểm cách ly trong khu tập trung xin hãy yên tâm, bà con cần gì hãy gọi cho thanh niên tình nguyện, hãy cứ ở nhà